Xe chơi Suzuki Jimny 2024 lộ giá bán tại Việt Nam, dưới 800 triệu đồng liệu sẽ cháy hàng. Hiện tại, nhiều đại lý trong Nam đang chào bán mẫu xe Suzuki Jimny 2024 với giá dự kiến 789 triệu đồng, thời gian ra mắt tầm tháng 3 năm 2024. Vào giữa năm ngoái, thông tin về việc chiếc xe được mệnh danh tiểu Mercedes-Benz G-Class Suzuki Jimny chuẩn bị ra mắt thị trường Việt Nam, ngay trong năm đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Tuy nhiên, sau đó, chiếc xe này bị rời lịch ra mắt, không rõ khi nào sẽ được giới thiệu. Còn tại một số đại lý, họ đã trưng bày mẫu xe được mệnh danh bé hạt tiêu này. Mới đây, thông tin về chiếc xe Suzuki Jimny 2024 lại tiếp tục gây sốt trên mạng xã hội, khi có thông tin cho rằng, thời gian ra mắt của xe sẽ là cuối quý 1 năm 2024, tức tháng 3, thậm chí, giá bán của xe cũng sẽ dự kiến từ 769 triệu đến 789 triệu đồng. Những chiếc xe Suzuki Jimny xuất hiện tại Việt Nam đều thuộc phiên bản 3 cửa, vì thế, các số đo của xe bao gồm dài rộng cao lần lượt sẽ là 3.645, 1.645, 1.720mm và chiều dài cơ sở 2.250mm. So với những xe Suzuki Jimny về Việt Nam vào năm 2020, mẫu xe này có nhiều thay đổi mạnh mẽ như lưới tản nhiệt mới, dạng tổ ong, không được chia thành các nan dọc, cản trước vẫn giữ nguyên thiết kế, đèn pha hay đèn xi nhan vẫn không thay đổi. Bên trong xe có nội thất chỉ có 4 chỗ ngồi với một số trang bị, như ghế bọc nỉ, vô lăng tích hợp phím chức năng, màn hình đa thông tin đơn sắc trong đồng hồ analog, màn hình cảm ứng trung tâm 7 inch, hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto, điều hòa tự động một vùng, hệ thống AM, FM, radio, MP3, WMA, khe thẻ nhớ SD, kết nối Bluetooth, cổng USB và hai loa. Suzuki Jimny sử dụng động cơ 4 xi lanh thẳng hàng, dung tích 1.5 lít. Sản sinh công suất tối đa 100 mã lực tại tua máy 6.000 vòng trên phút. Động cơ đồng hành với hộp số tự động 4 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Xe chạy trên bộ mâm 15 inch, kích thước lốp 195-80.